Vào sáng ngày hôm nay, quân chủng phòng không không quân đã triển khai nhiệm vụ cho 3 trực thăng của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 sẵn sàng cứu trợ đường không cho người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái và Cao Bằng. Tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng, ảnh hưởng từ nước lũ dâng cao và nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, khiến nhiều nơi bị cô lập. Do vậy, việc tiếp tế đường không là một trong những phương án tối ưu. Ngay khi nhận được nhiệm vụ, Trung đoàn 916 Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không quân đã lựa chọn những thành viên tổ bay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đường không giàu kinh nghiệm, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trong khoang trực thăng lúc này có rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp người dân có thể trụ lại trong vùng lũ. Đoàn sẽ chia làm 2 tổ bay tham gia tìm kiếm cứu nạn đường không, vận chuyển hàng hóa tiếp trợ cho tỉnh Yên Bái và Cao Bằng. Phương án thực hiện nhiệm vụ tối ưu được đưa ra, đó là các tổ bay tiến hành treo cẩu hoặc hạ cánh tại bãi đỗ, thả hàng hóa rồi vận chuyển cho người dân. Hai trực thăng là Mi-171 và Mi-17 của đơn vị sẽ trực tiếp tham gia cứu trợ. Một chiếc trực thăng Mi-7 dự bị, các tổ bay sẽ ngay lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ khi điều kiện thời tiết cho phép. Như hôm nay là do thời tiết nó mưa lớn cũng như là nắm bắt qua cái trên khu vực mà Tây Bắc cũng thì là thời tiết vô cùng phức tạp. Chúng tôi đang chờ lệnh của trên cũng như là hoàn toàn bộ đội của trung đoàn cũng như là chúng tôi luôn nằm trong trạng thái sẵn sàng và rất là nóng lòng lên với đồng bào của mình.